Chào các bạn, mình tên là Huy. Và Huy là cái tên phổ biến thứ 744 trên thế giới. Và hiện nay đang có khoảng 1 triệu người cùng mang cái tên này giống với mình. Bạn có đang thắc mắc là những thông tin vừa rồi mình xem ở đâu hay không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Các bạn hãy vào Google và tìm từ khóa này. Sau đó chọn vào link đầu tiên. Trang web này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cực kỳ hữu ích về những cái tên, địa điểm hay là quốc gia trên thế giới. Bạn hãy nhập họ hoặc là tên mà mình muốn tìm hiểu vào ô tìm kiếm. Bây giờ bạn đã có thể xem được những thông tin vô cùng thú vị về tên của mình mà có thể là bạn chưa bao giờ biết. Không chỉ tên mà bạn còn có thể tìm hiểu thông tin về các địa danh hay quốc gia trên thế giới. Các bạn hãy trải nghiệm thử và comment những điều thú vị mà mình đã khám phá ra được trên trang web này cho bọn tớ cùng biết nhé. Và đừng quên thả tim và follow StudyCare Education để xem thêm nhiều video hữu ích hơn nữa.